Ảnh đang được phát sóng trực tiếp từ sân vận động BVF Bộ Công an. Muộn nhất cho các lượt trận của vòng thi đấu thứ 12 giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2024 sẽ là cuộc tiếp đón của đội chủ nhà BVF với câu lạc bộ trẻ SHB Đà Nẵng. Đội bóng đang cực kỳ nỗ lực chiến đấu từng điểm số để cạnh tranh cho một trong bốn suất tham dự vòng chung kết. Và trên màn ảnh của chúng ta cũng đang là tổ trọng tài điều khiển chính với cặp đấu này. Người cầm còi chính sẽ là trọng tài Vũ Văn Việt, bộ đôi trợ lý Đỗ Đại Thịnh, Đinh Ngô Công Minh và trọng tài thứ tư là ông Nghiêm Bá Chí. Đây là đội hình xuất phát của đội chủ nhà BVF, sơ đồ 4-3-3 được huấn luyện viên trưởng Nguyễn Duy Đông lựa chọn. Ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của Lê Minh Nhật số 5, số 6 Trần Gia Hưng, số 8 Đoàn Huy Long, số 11 Phùng Quang Tú, số 13 thủ môn Phan Đình Bách, số 14 Nguyễn Quốc Toản, số 18 Đào Quang Anh, số 20 Khúc Trung Hiếu, số 21 Đức Vũ, số 22 Trần Gia Huy và số 25 Trịnh Long Vũ. Và ở phía đối diện thì đội khách trẻ SHB Đà Nẵng sẽ ra sân với số 7 Nguyễn Kim Quang, số 11 Nguyễn Văn Nam, số 18 Văn Thọ, số 21 Hồng Đức, số 24 Thanh Hùng, số 27 thủ môn Tùng Hân, số 43 Ngọc Hoan, số 47 Thế Hùng, số 66 Văn Đạt, số 68 Minh Trọng và số 74 là Lê Đức An. Người đang nắm giữ vị trí thuyền trưởng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng vào thời điểm này là ông Phan Thanh Hùng. Tình huống mở bóng đến từ Đình Bách. Cơ hội dành cho các cầu thủ SHB đối mặt. Không vào. Và mở bóng rất tốt. Đây là tốc độ của Trịnh Long Vũ. Long Vũ đang ngã. Như vậy thì trọng tài xác định bóng chạm tay của Trịnh Long Vũ. Đội bóng đến từ miền đất Cao An họ đang có cho mình 22 điểm nếu như không tính điểm số họ giành được ở vòng đấu này. Nguy hiểm, không vào. Đánh đầu ngược. Nguy hiểm, không vào. Pha đẩy bóng rất hay, Quang Anh. Đây là tốc độ của Long Vũ. Đức Vũ. Chân trái rất thiếu chính xác. Ban trợ lý của câu lạc bộ trẻ SHB Đà Nẵng lựa chọn. Đánh đầu. Một lần nữa thì Sà Ngang lại đóng vai trò là người bạn đồng hành cho các cầu thủ BVF. BVF cũng đã từng có những bàn thắng ở các tình huống đá phạt trực tiếp và từ những pha phối hợp. Quang Anh là người thực hiện. Huy Long. Goal! Đó là sự mạnh mẽ mà BVF đã tạo ra ở trận cầu này. Chúng ta đã nói về khoảng cách giữa hai điểm ở trên bảng xếp hạng với hai đội bóng 12 điểm. Thưa quý vị, nhưng đây chỉ là một con số để tham khảo mà thôi. Quả tạt rất nguy hiểm. Như vậy thì đã có lỗi. Tốc độ thoát xuống của Văn Nam. Đường tạt bóng của Minh Trọng. Bóng tuyến hay. Không có bàn thắng dành cho trẻ SHB Đà Nẵng. Các đường lên bóng của SHB đã tốt hơn ở trong hiệp 2. Bóng cắt ngang khung thành. Đây là những cái tên đến từ câu lạc bộ U19 Đông Á Thanh Hóa. Đây là tốc độ băng lên của Nguyễn Lê Phát. Bóng vẫn còn. Dứt điểm từ xa. Một trận đấu mà chúng ta chưa thể tưởng tượng được. BVF lại dẫn 2-0. Quang Anh đã có một pha trượt cỏ sau khi thực hiện pha làm bàn với khoảng cách là 20m. Một cú đá chìm ở phía ngoài vòng cấm đã đánh bại hoàn toàn Hồ Tùng Hân. Và bây giờ thì tấm băng đội trưởng đang được trao lại dành cho Nguyên Lê Phát bên phía các thủ BVF sau khi mà Khúc Trung Hiếu đã phải nhận chiếc thẻ đỏ và rời sân. Rất nguy hiểm. Đá phạt góc cho BVF. Quả tạt.
Nguy hiểm. Đã có pha phòng ngự thành công. Quả tạt của Thanh Nhân. Đánh đâu? Cuối cùng thì những nỗ lực mà trẻ SCB Đà Nẵng tạo ra cũng đem lại sự hiệu quả. Và đó là cú đánh đầu thành công. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Một quả đá phạt góc là hoàn toàn chính xác. Đánh đầu. Hai quả đánh đầu ở trận đấu này đều đem về bàn thắng cho SCB Đà Nẵng. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta hãy dành những lời khen dành cho sự nỗ lực của các cầu thủ đội bóng sông Hàn. Trọng tài Vũ Văn Việt đã thổi hồi còi để khép lại hơn 90 phút căng thẳng trên sân vận động BVF. 4 bàn thắng được ghi, nhưng đây là một thế trận mà chúng ta không thể tưởng tượng ra nổi. BVF dẫn trước 2-0 với đội bóng đang nằm ở top đầu để cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp. Nhưng sau đó thì SHB Đà Nẵng cũng đã thành công. Văn Sơn cùng với Hồ Văn Bình mới là những cầu thủ đã giúp cho đội khách Quân Bình được tỷ số 2 đều. Và một điểm này cũng rất quý giá. Mục tiêu mà câu lạc bộ SHB Đà Nẵng hướng tới ở vòng tiếp theo sẽ phải là 3 điểm cho Bắc Ninh FC.